Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc Sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc Sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì Hắc Sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong Hắc Sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc Sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc Sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc Sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc Sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng hôm nay. Anh còn muốn nói gì về cái vấn đề chùa Bát Nhã này không? Chỉ nói một cách tóm qua là thưa quý vị, nhiều người quan tâm là vì hiện giờ họ thấy rằng là không biết là nó đi về đâu, thì thực sự ra không ai có thể biết được là nó đi về đâu. Chỉ biết rằng là cái sự việc này nó sẽ còn kéo dài ra nhiều năm tháng. Vâng. Có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm mới ngã ngũ được. Vâng. Và nó liên quan đến rất nhiều người. Thì những người nào có cái quan tâm đến thì tôi nghĩ rằng không cần phải quá lo lắng. Vâng. Là bởi vì cũng còn lâu lắm thì tôi nghĩ rằng mới có cái chuyện là phải dọn ra khỏi chùa. Thì chúng ta chờ chừng 2-3 tháng nữa chúng ta biết được cái tình hình nó có khuynh hướng nó đi về đâu. Vâng. Thưa anh, có một cái vấn đề mà cộng đồng người Việt trong những ngày vừa gấp ngày gần đây này bàn tán rất xôn xao, mà có thể nó đưa ra chia những cái nhóm này phe nọ và có thể sử dụng để tấn công công kích cá nhân lẫn nhau, và đặc biệt là trong đó có anh. Hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này để gửi đến anh, và tôi muốn anh chia sẻ cái vấn đề này. Vì ngày 24 tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên sau một cái thời gian dài đến định cư tại Hoa Kỳ, thì tại trung tâm thương xá Phước Lộc Thọng do một cái tổ chức tư nhân điều hành, và trong đó có một người rất quen thuộc với cộng đồng, đó là ông Triệu Phát, nằm trong cái ban điều hành tổ chức cái cơ cấu này. Họ đã đồng ý cho ông Nguyễn Mạnh Chí đứng ra xây dựng một cái cột cờ để được treo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vàng ba sọc đỏ phất phới bay trên cái bầu trời của thương xá Phước Lộc Thọ. Cái chuyện đó thì cái chuyện cá nhân giữa ông Nguyễn Mạnh Chí và cái tổ chức thương xá Phước Lộc Thọ thì chúng tôi cũng thấy có cái gì cần phải quan tâm, và đặc biệt nhất chúng ta cũng cái chia sẻ niềm vui vì một cái nơi đó không bao giờ có cái lá cờ của vàng ba sọc đỏ, bây giờ có lá cờ vàng ba sọc đỏ thì cũng rất tốt mà thôi. Và cá nhân của ông đưa muốn làm gì thì làm, miễn làm sao đừng có đi ngược lại những cái gì mà cộng đồng của chúng ta không mong muốn. Anh có đồng ý với tôi về cái điểm đó? Tôi hoàn toàn đồng ý Thanh. Có thêm được cái cục cờ vàng là một cái điều tốt và điều vui cho cộng đồng của mình. Bất kỳ ai mà có thể đi hoạt động với cái tư cách gì mà họ không có lợi dụng một cái gì khác hơn để sử dụng cái đó lên trên bầu trời, anh có hoan hỷ đón nhận và chúc mừng cái việc làm của người đó không? Tôi hoàn toàn đồng ý. Vâng. Thì bây giờ cái vấn đề hôm nay thì đồng hương chúng ta bàn tán rất nhiều, nói qua nói lại vì dính dáng đến một sự kiện khác nữa. Đó là vấn đề ông Nguyễn Mạnh Chí này đứng ra tổ chức. Nếu ông tổ chức trong gia đình ông, người trong thân nhân làm cái gì thì làm, không ai nói hết trơn. Đó là quyền của ông. Mà ngay cả ở cái nơi Phước Lộc Thọ cũng có cái gì đó là tư nhân. Nhưng có một cái, theo anh hiểu biết, ông có nhờ một vài cái tổ chức bất vụ lợi nào đứng ra quyên góp xin tiền để tổ chức cái việc này hay không? Có. Điều mà chúng tôi được nghe nói đến là cái tổ chức hội cao niên Á Mỹ hay Việt Mỹ thì đó, Á Mỹ. Đây là một tổ chức 501c3 có giấy tờ hợp lệ của IRS Liên bang Hoa Kỳ cấp, cũng như là có ghi danh với tiểu bang California. Thế thì trong trường hợp ví dụ như một cái tổ chức non-profit cung cấp một cái số tiền, tôi không biết số lượng là bao nhiêu, nhưng họ cung cấp, họ đi xin, thì tự nhiên liệu những cái người theo dõi chuyện này có quyền đề đạt trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Chí hay không? Cái vấn đề đây là không phải với ông Nguyễn Mạnh Chí mà đối với một cái tổ chức có lợi, đó là Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ là một tổ chức tư nhân và họ là cho profit, cho lợi nhuận. Thì luật của IRS họ nói rằng
không thể nào lấy những cái tiền quyên góp của một tổ chức bất vụ lợi mà chuyển sang cho một tổ chức có lợi. Trong trường hợp này là phước không, họ. Thưa anh, họ không có tổ chức gì cho có lợi hết. Mình chưa biết đó là ông làm cho ai. Mình chỉ biết là ông Nguyễn Minh, tạm thời bây giờ là mình biết ông Nguyễn Minh Chí, ông xây những cái cột cờ đó cho ông ấy đã. Không, ý tôi muốn hỏi anh mà cái vấn đề nó là như vậy đó anh. Cái cột cờ đó nó nằm trong cái sân của cơ sở Phước Lộc Thọ, chứ không phải nằm trong trong một cái cơ sở của ông Nguyễn Minh Chí. Hoặc ông Nguyễn Minh Chí cũng không được nữa. Nó phải là nằm trong một cái nơi chốn mà của một tổ chức bất vụ lợi. Thì khi cái việc chuyển số tiền đó 1.000, 5.000 hay 10.000 cho một cái nhóm bất vụ lợi thì nó không có vi phạm luật của 501c3. Ok. Thì điều đó có nghĩa rằng không sử dụng cái tiền 501c3 cho một cái nơi nào đó mà để có tính cách tư nhân, phải không? Kể đúng cả rồi. Ông Nguyễn Minh Chí, cả ông Phước Phước Lộc Thọ. Thế thì bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề sinh hoạt chính trị. Nếu cộng đồng người Việt chúng ta, chắc anh cũng biết người Việt đến định cư ở đây là vì sao họ ra đi, và những người nạn nhân của cái vọng cái sự thất bại của Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh có đồng ý với tôi điều đó không? Tôi hoàn toàn đồng ý. Thế thì khi mà ông mượn xin tiền của bất động sản, trong đó có những thành phần người Việt đến đây tị nạn hoặc là không đi nữa, nhưng người ta có cái quyền đề cập đến, người ta muốn trao đổi với ông Nguyễn Minh Chí về một cái sự kiện, mà cái sự kiện này tôi muốn nói ra ở đây, đó là việc trước tiên. Trong hàng ngũ những người đi đến tham dự cái buổi lễ đó, và đặc biệt nhất là những người đặc biệt tay cầm cái lá cờ để dẫn, mang cái lá cờ đi đến treo trong cột cờ để bay lên trên cái bầu trời của Phước Lộc Thọ, mà một trong những người đó đã có những cái lời nói, có những cái tuyên bố nhục mạ những người đã chiến đấu, hy sinh cho cái sự tồn vong của cái lá cờ đó, thì tất cả những người, người ta có quyền bình luận, có quyền nói hay là không thật? Người ta có quyền nói, và cái sự việc này thì thực sự ra, thưa anh, cộng đồng người Việt quốc gia Nam California cũng đã lên tiếng và khiển trách ông Nguyễn Mạnh Chí, ông Nguyễn Quốc Lân, và thậm chí chúng tôi cũng có nhắc đến phu nhân của ông Nguyễn Mạnh Chí, bởi vì bà là cái người đứng ra điều động cái tòa án quốc quân kỳ. Nhưng mà người tôi làm, tôi có tiền tôi làm, tôi trong cái bằng lòng với thương, đó là tư nhân của tôi, lấy gì mà khiển trách được? Và chúng tôi dĩ nhiên là họ có quyền làm, nhưng mà cái quyền mà người dân họ lên tiếng họ phản đối họ vẫn có quyền, là bởi vì họ sử dụng cái bà Nhật Linh là cái người mà đã nhục mạ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, làm ô uế đến lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà quý vị đó lại sử dụng bà này như là một cái người quan trọng, một trong vài người mà nắm cái lá cờ đại kỳ để đưa đi, thì họ có quyền phản đối. Thế thì có điều kiện ông muốn nói với cái người tổ chức cái buổi lễ đó là ông Nguyễn Mạnh Chí và gia đình của ông á, về tại sao mà ông để cho cái cô Dịch Linh này là cái người đã có những cái lời chửi, những lời nhục mạ, những cái người làm ô uế cái giá trị tinh thần chiến đấu của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, thì anh muốn nói gì với ông Nguyễn Mạnh Chí? Tôi muốn nói với ông Nguyễn Mạnh Chí, và tôi đã nói trong cái bức thư gửi riêng cho ông Nguyễn Mạnh Chí, Nguyễn Quốc Lân và ông Nam Quang, rằng là quý vị phải coi lại cái việc làm của mình, có cái trách nhiệm thứ nhất là giữ cái danh dự của, đừng có để làm ô uế cái lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng cách sử dụng những người như thế. Thứ hai là quý vị phải thận trọng, đừng có giày xéo lên vết thương của các cô, các chú, các bác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi sử dụng những cái người mà không tiếc những cái lời hết sức là tồi tệ để mà sỉ nhục, nhục mạ các chú, các bác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế anh nghĩ những cái người đã thân nhân của họ hoặc là bạn bè của họ đã trực tiếp gửi cái tiền cho Hội Cao Niên Á Mỹ để sử dụng cho trong cái ngày mà gọi là để cái lá cờ vàng ba sọc đỏ bay trên cái bầu trời Phước Lộc Thọ, họ có quyền để hỏi ông Nguyễn Minh Chí trả lời tại sao ông sử dụng bà Nhật Linh này vào trong cái vấn đề cầm cái lá cờ đích danh lên đó để treo lên, mà tại sao không đưa những cái người bình thường khác không có quan tâm gì đến cái vấn đề chỉ trích hoặc là vấn đề nhục mạ cái lá cờ như vậy? Anh nghĩ họ có quyền đòi hỏi ông Nguyễn Minh Chí trả lời không? Họ có quyền đòi hỏi, thưa anh, và không những họ mà kể cả những người mà không có đóng góp tài chính cũng có quyền hỏi. Bởi vì cái sự việc làm đó nó là một cái hình ảnh chà đạp lên cái danh dự của Việt Nam Cộng Hòa và của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tất cả mọi người đều có quyền đặt cái vấn đề đó với ông Nguyễn Mạnh Chí. Và tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Mạnh Chí cần phải cho mọi người biết là tại sao có chuyện như vậy. Có thể ông có những lý do khác mà chúng ta chưa hiểu đến. Thế thì thưa anh, đến bây giờ tôi muốn nói đến một nhân vật thứ hai nữa là ông Nguyễn Quốc Lân. Thế ông Nguyễn Quốc Lân đóng cái vai trò gì trong cái ngày mà 24 tháng 3 tại Phước Lộc Thọ ở đó, thưa anh? Ông Nguyễn Quốc Lân là cái người cố vấn luật pháp cho cái việc mà thành dựng cái lá cờ trụ cờ ngay trong Phước Lộc Thọ, và ông đã chính thức ông khẳng định như vậy.
Thứ hai nữa, trong ngày đó ông cũng có mặt. Thế tại sao ông lại im lặng trước cái việc này? Tôi có đặt vấn đề với ông Lân và ông Lân đã trả lời email của tôi như vậy. Tôi không có một quý vị, ông nói là quý vị tha cho tôi, đừng có đưa cái chuyện nhảm nhí này lên cho chúng tôi. Tức là ý tôi hiểu cái câu đó là cái gì? Tức là cái chuyện bà Nhật Linh cầm lá cờ vàng mà quý vị phản đối, quý vị lên tiếng đó là cái chuyện nhảm nhí, cái chuyện đó không có gì sai cả. Thế thì tại sao có cái chuyện nhảm nhí đó? Cái đó ông phải hỏi, chúng ta phải hỏi ông Lân. Tôi không thể hiểu được. Nhưng mà cá nhân ông có chấp nhận cái chuyện nhảm nhí đó không? Không bao giờ chấp nhận, bởi vì cái chuyện này tôi nghĩ là cái chuyện hết sức, tôi đã xác nhận lại cái chuyện mà bà Nhật Linh là cái chuyện không thể chấp nhận được. Thế tại sao một người nói cái chuyện nhảm nhí với một cái tổ chức như ông, với một cái những người mà quan tâm đến cái giá trị của cờ vàng, mà ông cứ để dựng dưng mà không có một cái hành động cụ thể? Có khi nào ông nghĩ ông sẽ đến tới cái trụ sở của ông làm ông Ngô Nguyễn Quốc Lân làm việc với tất cả những cái người mà đồng tình với cái vấn đề mà chống lại cái lời nói, vì không thể coi cái sự việc cầm cái lá cờ vàng bởi tay cô Nhật Linh đi vào mà gọi là nhảm nhí được, thì tại sao mấy ông có cái hành động cụ thể là biểu tình ngay? Mấy ông là rất nhiều người, rất nhiều biểu tình mà, thế tại sao ông không có thể làm được cái điều đó? Tôi còn mong muốn rằng là các cựu chiến binh trong Liên hội cựu chiến sĩ, tập thể chiến sĩ phải cùng với cộng đồng phải đặt lên cái này, bởi vì cái này là cái sự sỉ nhục chung cho tất cả các quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thưa anh. Thế thì ông nói là ông cũng có cái trách nhiệm, cũng có sỉ nhục vậy, mà liệu ông nghĩ rằng ông có thể làm được cái điều ông phải làm, là tại vì cái trách nhiệm của ông là cộng đồng, người ta cho những cái người làm như vậy là nhảm nhí, không nhẽ ông để cho cái thời gian qua đi hay sao? Vâng, ông, làm hôm nay trước Nguyễn Truyền Hình ông muốn nói cái điều gì rõ ràng? Làm thì chúng tôi cũng sẽ làm, nhưng mà tôi mong rằng là quý vị sẽ cùng đồng hành với chúng tôi, bởi vì trách nhiệm này không phải chỉ có trên một mình cá nhân tôi Phát Bùi hay là cá nhân của cộng đồng người quốc gia Nam Cali, mà đây là cái trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Vâng. Tôi mong quý vị cùng đồng hành với chúng tôi. Vâng, chúng tôi hy vọng rằng ông Nguyễn Quốc Lân, chúng tôi sẽ gửi cái video này đến ông tay ông Nguyễn Quốc Lân để cho Nguyễn Quốc Lân nghe, và ông Nguyễn Quốc Lân là một trong những người đã tuyên bố về trong cái quá khứ của ông như hiện tại và tương lai, là một trong những người luôn luôn bảo vệ cái lá cờ vàng ba sọc đó. Ông cho cái tại sao ông lại nói cái vấn đề này gọi là vấn đề nhảm nhí. Chúng tôi muốn nghe ông nói điều đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô, mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô, mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng vào ngày thứ ba đầu tháng 4. Và chắc là nhiều cái vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập đến, nhưng hôm nay chúng tôi đi xa hơn. Thế thì anh Phát Bùi, anh theo dõi tất cả những cái tin tức liên quan đến cái vấn đề mà cái sự kiện làm cho chúng ta trong tuần vừa qua đã nói đến nhiều, đó là vấn đề Truth Social của ông Donald Trump. Ông đã liên kết với một cái công ty gọi là Organization Media. Thế thì cái giá cổ phiếu của cái công ty này nó hiện nay nó đang đứng ở cái vị thế như thế nào thưa anh? Ồ dạ thưa anh, thì trong tuần vừa qua, anh kể tôi cái xíu là tôi mang cái thông tin lên cho nó con số cho nó chính xác. Vâng. Thì cái số tiền của Trump Media and Technology Group, tức là cái công ty về kỹ thuật cũng như là truyền thông của ông, đã bị rớt 21% vào ngày thứ hai vừa qua. Vâng. Và nó xuống còn có 48.66 đồng. Ngày hôm nay thì nó lên chút đỉnh, nhưng mà nói chung là kể cả cho đến cái vấn đề ngày hôm nay nó lên, thì stock của ông hiện giờ đã bị mất 3.8 tỷ đô la, thưa anh. 3.8 tỷ đô la so với cái thời điểm này từ năm ngoái. Đây là một cái số thất thoát rất là nhiều. Đối với stock khi mà bị rớt 5-7%, 10% hay 20%, đó là một cái rớt rất là lớn, thưa anh. Nhưng mà anh có thể đi vào cụ thể, anh thấy rằng cái technology media này nó rớt xuống và mất đi tới 3.8 tỷ đô la, thì trong đó ông Trump bao nhiêu tiền trong đó? Tôi không có nắm rõ cái vấn đề đó, nhưng mà theo chúng ta biết đó, thì
cái sở lý do mà sở dĩ tại sao nó rất nhiều như vậy là bởi vì người ta thấy rằng cái tiền lời mà ông Trump, cái công ty này của ông Trump đó đã dự định cho các nhà đầu tư cổ phần của công ty đó nó đã không có đạt được cái tiêu chuẩn như là người ta, như là công ty đã hứa hẹn, như ông Trump đã hứa hẹn. Bởi vì vậy mà người ta mất cái niềm tin tưởng và người ta bán tháo cái cổ phần đi. Nói nôm na ra tức là cái công ty về truyền thông Trump Media phải có đông người coi, phải có đông quảng cáo thì mới có cái lợi nhuận. Và bởi vì không có lợi nhuận được là bởi vì không có nhiều công ty đăng quảng cáo và vì vậy mà nó rớt rồi. Thế thì bây giờ tôi hỏi lại với anh, với một tư cách một cái người mà người ta theo dõi tất cả những cái gọi là cái hành trình của ông Donald Trump trước khi ông trở thành tổng thống. Thế với một cái công ty, ông điều hành một cái công ty social của ông đó mà ông cứ đưa đến những cái sự lộ lạ như vậy thì làm sao ai đủ can đảm để đặt cái lá phiếu cho ông để ông lãnh đạo quốc gia này? À, hai cái đó thì lại là đối với cái nhìn tôi nó lại là hai cái chuyện khác nhau. Vâng. Một cái người mà điều hành một công ty chưa chắc đã là một cái người điều hành đất nước thành công. Và ngược lại, cái người điều hành đất nước thành công chưa chắc đã là cái người điều hành công ty thành công. Nhưng mà cái điểm quan trọng đây chúng ta nhìn thấy đó là hiện giờ ông Trump có một số những cái lợi thế là bởi vì hiện giờ cái số người cử tri mà đang lo lắng về vấn đề sức khỏe của ông Biden đó nó càng ngày cao. Và thứ hai nữa là cái vấn đề Trung Đông nó đang là cái vấn đề là bất lợi cho ông Biden. Thì trong cái khía cạnh đó, nhiều khi người ta chọn cái người nào mà người ta cảm thấy là nó đỡ thiệt hại hơn. Và trong cái khía cạnh đó thì ông Trump đang có những cái lợi thế. Tuy nhiên bao giờ cũng vậy, tranh cử mình có cái lợi thế nhưng mà mình vẫn phải có cái số quỹ tranh cử nó lớn để mà đủ để mà có thể mình đưa cái thông điệp của mình đến cho cử tri. Thành ra hiện giờ còn quá sớm để chúng ta nhận xét thấy cái việc như vậy. Thế thì cá nhân anh thấy ông cựu tổng thống Donald Trump trong tất cả những cái chuyến đi tranh cử của ông, vận động của ông đều cho rằng nếu ông trở thành vị tổng thống thứ 47 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, vấn đề Ukraine ông sẽ giải quyết được trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Liệu chúng ta có thể tin được cái điều đó hay không? Có vấn đề là cử tri đây là người ta có thể tin hay không, không phải vấn đề người ta có tin được tiền cái việc đó hay không. Nhưng mà vấn đề đây là giữa cái việc cái chính sách của tổng thống Biden là người ta thấy là Ukraine chiến tranh nó cứ kéo dài thì người ta cũng không bằng lòng. Cái lời hứa hẹn của tổng thống Donald Trump có thể là người ta không thấy có gì nó có tính cách cụ thể, nhưng mà nó so với chuyện kia thì giữa hai cái đó người ta chọn một trong hai cái. Và thứ hai nữa là như những vấn đề khác, như vấn đề ở bên Trung Đông. Ở bên Trung Đông đó thì cái khối cử tri người Ả Rập năm nay có thể họ có một số, họ đã bày tỏ cái sự bất mãn với chính sách của tổng thống của Hoa Kỳ chứ không phải là của ông Biden không, là ủng hộ cho Do Thái và không, và có vẻ gần như là coi nhẹ cái quyền lợi của người Palestine. Vì vậy số khối cử tri Trung Đông đó có thể vì bất mãn mà họ đứng bên ngoài lề bầu cử thì nó lại bất lợi cho ông Biden. Mặc dù là trước đây cái khối cử tri này không ủng hộ cho ông, bao giờ ủng hộ ông Trump cả, nhưng mà vì họ bất mãn với lại một số chính sách của Hoa Kỳ chứ không phải của riêng cá nhân ông Biden mà họ đứng bên ngoài lề trong các cuộc bầu cử này thì nó bất lợi cho ông Biden cái cạnh đó. Thưa anh, thì nhìn qua sự việc như vậy chúng ta thấy rằng ông Trump năm nay dưới cái nhìn của tôi, ông có một số những cái ưu điểm không thì tôi không biết, không phải là nói là ông Trump giỏi hơn Biden hay Biden giỏi hơn ông Trump, tôi không nói chuyện đó. Nhưng mà cái ưu thế đó thì ông Trump đang có cái lợi thế hơn, mặc dù là ông gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề tài chính cũng như là kiện tụng ở ngoài tòa. Thì lại nhìn chúng tôi muốn nói đến cái ưu điểm chứ còn cái ưu thế thì chưa hẳn là có thể nói để cho quyến rũ, tại vì có thể lúc này đối phương thế này thế nọ thế kia. Nhưng chúng tôi muốn biết được những cái đường lối, mà đặc biệt liệu ông có thể giải quyết được cái vấn đề ở tại Ukraine khi ông tuyên bố những lời mà có thể nói làm cho người ta tạo nên cái niềm hy vọng. Vì nếu cuộc chiến tranh Ukraine được giải quyết một nhanh chóng thì tất cả các tiền thuế của đồng bào chúng ta cũng không phải bị đi trải đến Ukraine, bom đạn cũng không thể nổ nhiều và cái mầm mống chiến tranh ở trên thế giới cũng xảy ra. Thì cái cá nhân anh cũng là một người sinh hoạt trong cái cộng đồng người Việt này, anh cũng từng ở đây lâu, anh nghĩ rằng liệu ông Donald Trump có một cái đường lối ưu tiên, ưu điểm nào không để có thể giải quyết được vấn đề chiến tranh Ukraine? Hiện giờ ông không nói rõ, thành ra tôi không thể nào phân tích những cái đường lối và cả chi tiết giải chi tiết được. Ông Trump không hề nói. Nhưng cái niềm tin mà, nếu mà tôi muốn nói niềm tin của có thể là cái quyết định của ông là ông sẽ ép buộc cho Ukraine và Nga phải điều đình ngưng chiến.
Và có thể là ông, cái cách ông làm là sẽ là để cho Ukraine mất đi 18% cái phần mà Nga đã chiếm rồi và ngưng chiến, thì có thể đó là một cái cách làm, mình không biết được thôi anh. Nhưng mà với quá khứ là anh thấy ông đã có những cái vấn đề, nếu theo nếu tòa xét xử gian dối trong cái vấn đề thuế má, cũng có những cái vấn đề mà có thể nói làm cho cái công ty của ông sơ suất. Qua những cái nhìn đó, liệu chúng ta có thể tin tưởng ông sẽ trở thành một nhà lãnh đạo mà có thể giải quyết được vấn đề Ukraine, một cái điều mà gọi là quan điểm chính của có thể ông là Hoa Kỳ sẽ có đi đến cái biện pháp là bây giờ phải chọn một giữa trong hai người mà họ thấy rằng đã già nua và không có thể đưa Hoa Kỳ đến cái mức mạnh hơn, và đó có thể chúng ta phải đi Hoa Kỳ thì phải đi đến cái vấn đề như thế. Thế là ý anh muốn nói rằng ông Donald Trump trẻ hơn, cái điều ưu tiên, cái ưu điểm của ông Donald Trump trẻ hơn ông Joe Biden phải không? Cái điều đó thì tôi nghĩ rằng ai cũng phải nhìn thấy như vậy. Nhưng mà trẻ rồi ông có làm được gì cho hay là vẫn lại cái tình trạng nhưng như vậy? Mà hiện giờ người Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ tôi không nói là đại đa số, nhưng mà có thể họ nhìn và họ thấy cái hình cá nhân tôi nhìn hành cái hình ảnh tôi cá nhân này tôi muốn hỏi cá nhân cá nhân tôi nhìn thấy hình ảnh một người tổng thống già nua lụ khụ đi đứng không còn có cái sinh khí nữa, thì tôi cảm thấy rằng hoặc nội cái chuyện đó không thôi là cũng đã làm cho Hoa Kỳ yếu thế rồi dưới cái nhìn của những người lãnh đạo trên thế giới. Đó thì đó là cái quan ngại thôi. Tổng thống Biden hay tổng thống Trump dù gì đi nữa cũng phải theo cái chính sách chung của Hoa Kỳ. Và cái chính sách chung đó tôi nghĩ rằng là đang chuyển trục về phía Biển Đông. Và Biển Đông mới là cái quan trọng. Trung Đông ha. Biển Đông chứ không phải Trung Đông này, Biển Đông tức là Đông Nam Á đó. Đúng rồi, ngay chỗ Philippines với Philippines, Việt Nam. Đó mới là cái vấn đề quan trọng của Hoa Kỳ ngay bây giờ. Và cái việc ở Trung Đông cũng như là ở bên Ukraine, tuy nó quan trọng chứ không phải không quan trọng, nhưng mà so với Biển Đông thì không có quan trọng bằng. Thế như anh biết sáng nay ông Joe Biden đã đưa ra một cái tuyên bố rằng là ông Mỹ nói với Iran rằng họ không có liên quan gì đến cái vụ vấn đề tấn công tòa tổng lãnh sự của sứ quán ở tại của Iran ở tại Syria. Và đây là một cái mầm mống có thể gây ra chiến tranh. Vì tại tất cả những cái sự tấn công của Do Thái vào cái tòa lãnh sự Syria, tòa lãnh sự Iran ở tại Syria. Thế thì anh nghĩ rằng liệu những cái hoàn cảnh này, nếu trường hợp ông Donald Trump thì ông sẽ làm gì được cho cái tình hình mà khó khăn ở tại Trung Đông bây giờ? Những người ủng hộ ông Trump hay là cá nhân tôi thì nghĩ rằng là nếu mà có ông Trump thì có thể sẽ không đi đến cái việc mà Hamas tấn công Do Thái vào hồi tháng 10 và đã đi đến cái chuyện mà chiến tranh leo thang. Khi mà Hamas tấn công Do Thái vào tháng 10 đó, thì họ có thể họ đưa ra qua cái chuyện đó là để làm sao để mà làm ảnh hưởng đến Hoa Kỳ không thể mà đứng về phía Ukraine được. Vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng ngày hôm nay thứ ba để cùng trao đổi về tất cả những sự kiện liên quan đến cái sinh hoạt chính trị ở tại Hoa Kỳ và đặc biệt là tại miền Nam California. Quý vị trải trở lại với chúng tôi trong giây lát. Gương sâm premium độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gươm sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Sở dĩ hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị một vài hình ảnh mà chắc trong những ngày vừa qua chúng tôi cũng không muốn nói đến nhiều, đó là hình ảnh của những cái cuộc tranh cử trong tương lai. Đến bây giờ thì quỹ tranh cử của ông Joe Biden có thể nói vượt xa ông Donald Trump rất nhiều, nhưng điều đó chưa phải là một cái chìa khóa để đem đến một cái chiến thắng 4 năm nữa cho ông Joe Biden tại White House.
Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái lực lượng Gamma MAGA của ông Donald Trump càng ngày càng gia tăng, mặc dù ông có những vài vấn đề khó khăn về vấn đề pháp lý, cũng giống như vài vấn đề gọi là tài chính để cho cái cuộc vận động tranh cử trong những tháng tới đây. Nhưng đến bây giờ thì có thể nói là chưa có ai có thể có một cái quyết định rõ ràng, một cái nhận định thực tế về liệu ai sẽ nắm White House trong năm 2024. Đây là một cái trong những cái đoạn đường rất là khó khăn cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để giành lấy tất cả những cái ưu tiên và tất cả những cái cử tri có thể đó sử dụng lá phiếu cho mình để tiến vào White House. Bên cạnh đó thì sáng nay chúng tôi cũng đề cập đến với quý vị vấn đề khí hậu và thời tiết, cũng giống như tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề kinh tế. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn nói đến dù sao đi nữa thì giá xăng cả ngày nó cũng vẫn tăng quá, thưa anh Phát Bùi. Vâng, là bởi vì những cái sôi động biến động ở Trung Đông như anh hỏi lúc vừa cái phần chấm dứt cái phần rồi mà tôi chưa có dịp trình bày nhiều đó. Dạ vâng. Thì Do Thái đã tấn công và bỏ bom vào bên Syria và ngay thủ đô của Damascus và cái phi trường đó, và đã làm thiệt hại cho hai người lãnh đạo trong cái khối mà quân đội của Iran, thưa anh. Và dĩ nhiên cái chuyện này nó sẽ làm nâng cấp một số việc. Thứ nhất là bên Houthi sẽ có thể có những phản công để mà làm trở ngại cái vấn đề mà những cái con tàu dầu cũng như cái tàu mà buôn bán ở trên biển Hồng Hải. Và vì vậy thì nó làm cho giá xăng tăng lên. Cứ mỗi khi mà có những cái gì mà người ta lo ngại đến vấn đề mà vận chuyển hàng hóa thì là hàng hóa sẽ tăng lên và giá dầu tăng lên. Vâng, chắc là quý vị biết gần đây quý vị đã thấy Hoa Kỳ có những cái vấn đề mà có thể nó gây ra tranh chấp rất nhiều về vấn đề phá thai, rồi vấn đề những cái tiền nợ của tất cả các sinh viên, và cái vấn đề mà khủng hoảng có thể người ta đang lo ngại là vấn đề khủng hoảng kinh về hưu trí, cái tiền hưu trí nó cũng đang rình rập một cách rất khó khăn. Bên cạnh đó thì người Mỹ liệu có đủ sức để tiết kiệm đủ cái lương hưu để mà ngắn ít quá đi để trong cuộc sống của họ hay không? Vấn đề an sinh xã hội cũng sắp hết tiền rồi. Cái đó nói thực tế như vậy thì không biết là cả Donald Trump, cả Joe Biden sẽ làm được cái gì. Đó là những cái mà chúng tôi thấy. Đặc biệt nhìn thấy công ty GE, chắc anh ở đây anh biết công ty GE rồi, là một cái tiêu biểu cho Hoa Kỳ. Tất cả những cái đồ điện, đồ xài đều GE hết á. Thì hiện nay người ta thấy cái công ty GE hiện nay nó có tính cách là phân hóa, và có thể nói là bây giờ nó chia ra từng cái mảnh nhỏ. Liệu một cái tương lai kinh tế của Hoa Kỳ dưới một tầm nhìn người như anh thì anh thấy có cái gì sáng hơn dưới bất kỳ Donald Trump hay là Joe Biden? Tôi thấy rằng là ở Hoa Kỳ cái vấn đề mà không những về vấn đề kinh tế của những công ty Hoa Kỳ mà kể cả đến vấn đề kỹ thuật, Hoa Kỳ hiện giờ cũng không còn là cái quốc gia mà luôn luôn là đứng hàng đầu nữa. Và nếu không khéo thì Trung Cộng có thể vượt qua Hoa Kỳ được về vấn đề một số những cái kỹ thuật của họ, từ Artificial Intelligence cho đến những kỹ thuật làm các bình điện, là một cái quan trọng trong vấn đề kỹ thuật và kinh tế của trong tương lai. Thành thử ra đối với cái, rồi kể cả đến hỏa tiễn hypersonic và những vấn đề khác, thì hiện giờ Hoa Kỳ không phải là vượt xa, tuy là chưa có thua hẳn Trung Cộng hay là những quốc gia khác, nhưng mà Hoa Kỳ không có còn giữ cái khoảng cách vượt xa những quốc gia khác nữa anh. Vâng, vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài hình ảnh Hoa Kỳ mà sáng nay qua chương trình phóng sự cộng đồng anh em chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Bây giờ thì chúng tôi trở lại với địa phương. Thế địa phương chúng ta có cái chuyện gì anh cần nói sáng nay không, là thưa anh Phát Bùi? Vâng, thưa anh, chúng tôi vẫn luôn luôn lại được nhận cú điện thoại của nhiều người quan tâm đến sự kiện chùa Bát Nhã. Có vẻ như là chùa Bát Nhã không có rời ra khỏi cái sự lo âu của mọi người. Thế thì lo âu cái gì nữa bây giờ? Bây giờ đã phát mãi rồi thì bây giờ có thể nói một là có tiền để chuộc lại, mà nếu không có tiền chuộc lại thì công bằng mình phải ra đi thôi, chứ còn cái chuyện gì nữa đâu. Vâng, thưa anh, bây giờ ra thì lại bây giờ người ta bắt đầu thấy thông tin nó rò rỉ ra. Vâng. Bây giờ ai cũng thấy được rằng là trong cái thời gian sắp đến đây sẽ có nhiều phe phái kiện tụng lẫn nhau. Oh, wow. Đó, thì bây giờ chúng ta được biết những nhóm nào đã kiện nhau, bây giờ chúng ta thử phân tích lại những cái nhóm nào có liên hệ trực tiếp đến cái tài sản của chùa Bát Nhã. Việc thứ nhất đương nhiên là Bát Nhã Meditation, tức là ngôi chùa và hội non-profit của chùa Bát Nhã. Họ có tài sản và họ cho rằng là tài sản của họ đã bị một cái bà sư cô tự động mang đi thế chấp cầm, để đến nỗi bị mất luôn cả ngôi chùa. Thì họ phải lo giữ cái tài sản của họ lại. Đó là một nhóm nha. Nhóm thứ hai là cái bà sư cô đó và những cái người mà liên can đến cái chuyện mà đi mượn tiền và thế chấp ngôi chùa, cũng là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là cái nhóm của ông
Khanh Đào là cái người đã bán mua đấu giá để được bà cái... Tiffany Phạm. Bà Tiffany Phạm đã mua bán đấu giá để mà bỏ ra 3 triệu 6 mua được. Nghĩa là nói tóm lại trên giấy tờ hiện nay cái tài sản nằm ở ngay 4717 đường First nằm ở trong tay của bà Tiffany Phạm. Và họ đã bỏ ra một cách hợp pháp, bỏ tiền ra 3 triệu 6 để mua ngôi chiều, thì họ phải lo bảo vệ cái vốn đầu tư của họ. Đến bây giờ và thì cái tôi, nhóm thứ tư anh... Đến bây giờ thì tôi xin ngưng anh, tôi chưa dám nói hợp pháp hay là không hợp pháp, tại vì tất cả đang đi vào cái vụ thưa kiện. Vâng. Thì lẽ nhiên chúng ta phải nhường cái lời đó cho ông chánh án. Ông chánh án. Và cái nhóm thứ tư là những nạn nhân mà đã dính dáng đến cái vụ kiện Hòa Thượng Thích Nguyên Chí cũng như là chùa và một cái vị huynh trưởng Phật tử đã có những cái việc mà sợ mó sexual harassment đến một vài thiếu nữ trong cái thời gian nhiều năm trước. Thì đây là nhóm thứ tư. Bốn nhóm này đều có cái đều đã, trong đó ba nhóm là đã bắt đầu nộp đơn để mà thư kiện lẫn nhau ra tòa. Kể cả một số nạn nhân chúng tôi coi thấy họ đã bổ túc hồ sơ kiện chùa Bát Nhã cũng như là một số những cái vị liên quan đến cái vụ kiện của họ. Bây giờ họ đã bỏ tên thêm bà Tiffany Phạm vào trong cái đơn kiện đó. Và họ cho rằng là khi mà đang có những cái việc kiện tụng của họ với Bát Nhã Meditation Institute thì không có cái chuyện mà tự dưng chùa lại sang tên tài sản cho bà Huệ Chiếu, bà Huệ Chiếu mang đi cầm là để mất tiền, và cái công ty mà cho mượn tiền bán đấu giá phải biết cái chuyện đó mà vẫn mang đi bán đấu giá, thì như vậy là nó bất công đối với những người nạn nhân đã kiện chùa, thưa anh. Thế thì ai là người có thể đưa ra cái quyết định mà chấp nhận cái cuộc sự kiện này? Ông chánh án hay là ông chánh án? Ông chánh án sẽ, và tôi theo dõi những cái hồ sơ ở trên tòa, ai cũng có thể lên coi được, thì được biết rằng là họ đã chính thức họ nộp đơn kiện cho tòa. Và trong vòng 1-2 tháng nữa thì ông quan tòa sẽ quyết định là những cái vụ kiện nào ông sẽ giữ để mà đưa ra xét xử. Và hai bên, ba bên hay bốn bên, liệu ông có dismiss cái cây nào hay không, hay là ông sẽ dismiss. Đó. Thì trong vòng 1-2 tháng nữa thì chúng ta biết. Thì một số Phật tử thế, thế tại sao là nghe nói là ngày 16 tháng 4 nay có phiên tòa opening, thưa anh? 16 tháng 4 là có một cái phiên tòa mà chúng tôi đã kiểm chứng được cái tòa là có phiên tòa do bên ông Huỳnh Tấn Lê. Ông Huỳnh Tấn Lê đã chính thức qua luật sư của ông nộp đơn để mà đưa ra tòa và yêu cầu tòa là đình chỉ tất cả những cái việc eviction, tức là đuổi trục những xuất người trục xuất ra khỏi chùa. Thì cái sự việc đó vào ngày 16 tháng 4 này sẽ được đưa ra tòa Superior Court of California, Orange County, ngay trên đường Civic Center đó. Anh có biết là số phòng số mấy không? Nó nằm trong đây. Course number. Vâng, cái case thì nó có ở đây, nhưng mà để tôi coi nó sẽ là sự cái... phòng số mấy, lúc mấy phòng giờ? Phòng số mấy. Chắc là thường thường thì sự buổi sáng thôi. Thường thường là buổi sáng, nhưng mà chúng ta thường thường là phải đến khoảng 9 giờ sáng là chúng ta phải đến để mà ghi danh và... Thế được rồi, thì như vậy là ngày 16 tháng 4 tới đây phải không thưa anh? Đúng là như vậy. Là sẽ có một cái vụ thưa kiện mà cái plaintiff tự nhiên là ông Huỳnh Tấn Lê. Ông Huỳnh Tấn Lê đại diện cho ai? Ông Huỳnh Tấn Lê đại diện cho Bát Nhã Meditation, Institute. Tức là cái hội bất vụ lợi, và ông đại diện với cái tính cách là ông là... thành viên sáng lập là trong Bob Foundation. Foundation. Yeah. Thế thì thưa anh, ông đưa ra cái lý do gì để ông thực hiện cái vấn đề này? Trong đây thì họ nói rằng là cái sự việc mà bán tòa như vậy là thứ nhất là không có cái sự đồng ý của Bob Director. Cái việc mà bà Huệ Chiếu đi khế chấp mượn đó. Bắt đầu nghĩa là cái từ cái lúc tên Bát Nhã Meditation Institute lúc nào lại chuyển qua cho Đỗ Thị Huệ Nghiêm. Là cái đó hợp chính pháp thức không? Là vào ngày 10 tháng 6 là bà, và họ nói rằng là bà Huệ Chiếu là cái người đã tự làm cái chuyện đó chứ không có họ. Tuy nhiên là họ không hay biết họ gì. Không ai hay biết gì hết. Thành ra nó đã là một cái sự việc bất pháp ngay từ ban đầu. Hợp pháp ngay từ đó. Bất hợp lệ, thì, bất hợp thì không thể nào mà họ tự dưng họ trở thành nạn nhân. Và họ nói cái điểm chính họ là họ sẽ bắt đầu cái việc thư kiện. Và vì vậy không thể nào mà trong khi mà thư kiện như vậy lại đuổi họ ra được. Cái thấy cái mục đích của ông Huỳnh Tấn Lê là để ở lại đó hay là để thư kiện để cái sở hữu chủ của cái ngôi bất động sản này trở thành lại như cũ, thưa anh? Tôi không phải ông Huỳnh Tấn Lê, tôi không nói chuyện với ông Lê và luật sư ông Lê, thành ra tôi không nắm rõ vấn đề. Nhưng mà tôi đoán thì là có lẽ là cả hai. Thứ nhất là để bảo vệ cho những người trong đó không phải dọn ra. Và thứ hai cũng là một cái hình thức để mà họ xác nhận rằng là họ là những nạn nhân. Họ bị oan ức, chùa họ, tài sản họ tự dưng bị người khác
Những người nào dính dáng trong chuyện này có thể là chỉ có bà sư cô Huệ Chiếu, có thể là liên quan đến cả những công ty mà cho mượn tiền làm cho họ bị mất đi cái tài sản của họ. Thế trong cái đơn mà nạp với xin chánh án, họ có đề nghị một cái là họ cho ở lại đó, tồn tại ở trong cái cơ sở bất động sản đó, và họ được sử dụng cái quyền gọi là thực thi cái quyền tự do tôn giáo của họ ở trong cái địa điểm đó hay không? Chứ tại vì có thể nói nhiều bên kia người ta nói ô tôi mua tôi trả tiền rồi, bây giờ quý vị không được sử dụng cái gì ở trong đó, cái điều đó có ghi ở trong cái bản đó không thưa anh? Tôi không có cái thẩm quyền để coi hết những hồ sơ trong, chỉ coi cái tờ chính bên ngoài, nghe tôi dạ, không vâng. Nói rõ, tôi không dạ. Nắm vững vấn đề lắm. Anh chỉ coi cái gọi là cái title đầu tiên thôi. Tuy nhiên điều đó chứng minh rằng là có một cái cuộc gọi là thưa kiện về cái cho bát nhã Meditation Institute cho rằng là bất hợp pháp vì một người nào đó đã sử dụng tên tuổi của họ để sang tên và đưa đến cái vấn đề phát mại, thưa phạm anh. Vâng, thì vâng. Cái sự việc đó chúng ta ở ngoài nhìn vào thì chúng ta thấy rằng là cái sự việc này nó sẽ còn kéo dài và nó liên quan trực tiếp đến nhiều phe phái khác nhau trong này. Vậy chúng ta đã nói đến bốn nhóm khác nhau cái quyền lợi của họ. Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ với khán thính giả chúng tôi về một vài sự kiện liên quan đến cộng đồng người Việt của chúng tôi tại miền Nam California. Đó là vấn đề vụ tranh chấp về vấn đề bất động sản tọa lạc tại số 4717 thuộc một cái tổ chức bất động sản 501c3 có tên là Bát Nhã Meditation Institute, và chúng ta chờ xem tất cả những sự kiện này diễn biến như thế nào trong ngày 16 tháng 4 tới đây. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng và chúng tôi lại phần cuối cùng quý vị trong giai đoạn. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá $360 mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá $180 mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá $320 mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng, viên tinh chất giá $270 hộp 180 viên, dạng nước giá $260 hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com. Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng hôm nay. Anh còn muốn nói gì về cái vấn đề chùa Bát Nhã này không? Chỉ nói một cách tóm qua là thưa quý vị, nhiều người quan tâm là vì hiện giờ họ thấy rằng là không biết là nó đi về đâu, thì thực sự ra không ai có thể biết được là nó đi về đâu. Chỉ biết rằng là cái sự việc này nó sẽ còn kéo dài ra nhiều năm tháng. Vâng. Có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm mới ngã ngũ được. Vâng. Và nó liên quan đến rất nhiều người. Thì những người nào có cái quan tâm đến thì tôi nghĩ rằng không cần phải quá lo lắng. Vâng. Là bởi vì cũng còn lâu lắm thì tôi nghĩ rằng mới có cái chuyện là phải dọn ra khỏi chùa. Thì chúng ta chờ chừng 2-3 tháng nữa chúng ta biết được cái tình hình nó có khuynh hướng nó đi về đâu. Vâng. Thưa anh, có một cái vấn đề mà cộng đồng người Việt trong những ngày vừa gấp ngày gần đây này bàn tán rất xôn xao, mà có thể nó đưa ra chia những cái nhóm này phe nọ và có thể sử dụng để tấn công công kích cá nhân lẫn nhau, và đặc biệt là trong đó có anh. Hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này để gửi đến anh, và tôi muốn anh chia sẻ cái vấn đề này. Vì ngày 24 tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên sau một cái thời gian dài đến định cư tại Hoa Kỳ, thì tại trung tâm thương xá Phước Lộc Thọng do một cái tổ chức tư nhân điều hành, và trong đó có một người rất quen thuộc với cộng đồng, đó là ông Triệu Phát, nằm trong cái ban điều hành tổ chức cái cơ cấu này. Họ đã bằng đồng ý cho ông Nguyễn Mạnh Chí đứng ra xây dựng một cái cột cờ để được treo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vàng ba sọc đỏ phất phới bay trên cái bầu trời của thương xá Phước Lộc Thọ. Cái chuyện đó thì cái chuyện cá nhân giữa ông Nguyễn Mạnh Chí và cái tổ chức thương xá Phước Lộc Thọ thì chúng tôi cũng thấy có cái gì cần phải quan tâm, và đặc biệt nhất chúng ta cũng cái chia sẻ niềm vui vì một cái nơi đó không bao giờ có cái lá cờ của vàng ba sọc đỏ, bây giờ có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thì cũng rất tốt mà thôi. Và cá nhân của ông đưa muốn làm gì thì làm, miễn làm sao đừng có đi ngược lại những cái gì mà cộng đồng của chúng ta không mong muốn. Anh có đồng ý với tôi về cái điểm cần tôi hoàn toàn đồng ý với anh, có vâng. Thêm được cái cục cờ vàng là một cái điều tốt và vâng. Điều vui cho cộng đồng của mình. Bất kỳ ai mà có thể đi hoạt động với cái tư cách gì mà họ không có lợi dụng một cái gì khác hơn để sử dụng cái đó lên trên bầu trời, anh có hoan hỷ đón nhận và chúc mừng cái việc làm của người đó không? Tôi hoàn toàn đồng ý. Vâng.
Thì bây giờ cái vấn đề hôm nay thì Đồng Hương chúng ta bàn tán rất nhiều, nói qua nói lại lại vì dính dáng đến một sự kiện khác nữa. Đó là vấn đề ông Nguyễn Mạnh Chí này đứng ra tổ chức. Nếu ông tổ chức trong gia đình ông, người trong thân nhân làm cái gì thì làm, không ai nói hết trơn, đó là quyền của ông. Mà ngay cả ở cái nơi Phước Lộc Thọ cũng có cái gì, đó là tư nhân. Nhưng có một cái, theo anh hiểu biết, ông có nhờ một vài cái tổ chức bất vụ lợi nào đứng ra quyên góp xin tiền để tổ chức cái việc này hay không? Có, điều mà chúng tôi được nghe nói đến là cái tổ chức Hội Cao Niên Á Mỹ hay Việt Mỹ thì đó, Á Mỹ. Đây là một tổ chức 501c3 có giấy tờ hợp lệ của IRS Liên bang Hoa Kỳ cấp, cũng như là có ghi danh với tiểu bang California. Thế thì trong trường hợp ví dụ như một cái tổ chức non-profit cung cấp một cái số tiền, tôi không biết số lượng là bao nhiêu, nhưng họ cung cấp, họ đi xin, thì tự nhiên liệu những cái người theo dõi chuyện này có quyền đề đạt trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Chí hay không? Cái vấn đề đây là không phải với ông Nguyễn Mạnh Chí mà đối với một cái tổ chức có lợi, đó là Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ là một tổ chức tư nhân và họ là cho profit, cho lợi, cho lợi nhuận. Thì luật của IRS họ nói rằng không thể nào lấy những cái tiền quyên góp của một tổ chức bất vụ lợi mà chuyển sang cho một tổ chức có lợi. Trong trường hợp này là Phước Lộc Thọ. Không, thưa anh, họ không có tổ chức gì cho có lợi hết. Mình chưa biết đó là ông làm cho ai, mình chỉ biết là ông Nguyễn Mạnh, tạm thời bây giờ là mình biết ông Nguyễn Mạnh Chí, ông xây những cái cột cờ đó cho ông ấy đã. Không, ý tôi không, ý tôi muốn hỏi anh mà cái vấn đề nó là như vậy đó anh, cái cột cờ đó nó nằm trong cái sân của cơ sở Phước Lộc Thọ chứ không phải nằm trong trong một cái cơ sở của ông Nguyễn Mạnh Chí, hoặc là ông Nguyễn Mạnh Chí cũng không được nữa, nó phải là nằm trong một cái nơi chốn mà của một tổ chức bất vụ lợi. Thì khi cái việc chuyển số tiền đó 1.000, 5.000 hay 10.000 qua một cái, cho một cái nhóm bất vụ lợi thì nó không có vi phạm luật của 501c3. Ok. Thì điều đó có nghĩa rằng không sử dụng cái tiền 501c3 cho một cái nơi nào đó mà để có tính cách tư nhân, phải không? Kể cả ông Nguyễn Mạnh Chí, cả ông Phước Lộc Thọ. Thế thì bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề sinh hoạt chính trị. Nếu cộng đồng người Việt chúng ta, chắc anh cũng biết người Việt đến định cư ở đây là vì sao họ ra đi, và những người nạn nhân của cái sự thất bại của Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh có đồng ý với tôi điều đó không? Tôi hoàn toàn đồng ý. Thế thì khi mà ông mượn xin tiền của bất động sản, trong đó có những thành phần người Việt đến đây tị nạn hoặc là không đi nữa, nhưng người ta có cái quyền đề bạt, đề cập đến, người ta muốn trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Chí về một cái sự kiện, mà cái sự kiện này tôi muốn nói ra ở đây, đó là việc trước tiên. Trong hàng ngũ những người đi đến tham dự cái buổi lễ đó, và đặc biệt nhất là những người đặc biệt tay cầm cái lá cờ để dẫn, mang cái lá cờ đi đến treo trong cột cờ để bay lên trên cái bầu trời của Phước Lộc Thọ, mà một trong những người đó đã có những cái lời nói, có những cái tuyên bố nhục mạ những người đã chiến đấu, hy sinh cho cái sự tồn vong của cái lá cờ đó, thì tất cả những người, người ta có quyền bình luận, có quyền nói hay là không thật? Người ta có quyền nói, và cái sự việc này thì thực sự ra thưa anh, cộng đồng người Việt quốc gia Nam California cũng đã lên tiếng và khiển trách ông Nguyễn Mạnh Chí, ông Nguyễn Quốc Lâm, và thậm chí chúng tôi cũng có nhắc đến phu nhân của ông Nguyễn Mạnh Chí, bởi vì bà là cái người đứng ra điều động cái toán quốc quân kỳ. Nhưng mà người tôi làm, tôi có tiền tôi làm, tôi trong cái bằng lòng với thương, đó là tư nhân của tôi, lấy gì mà khiển trách được? Và chúng tôi dĩ nhiên là họ có quyền làm, nhưng mà cái quyền mà người dân họ lên tiếng họ phản đối họ vẫn có quyền, là bởi vì họ sử dụng cái bà Nhật Linh là cái người mà đã nhục mạ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, làm ô uế đến lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà quý vị đó lại sử dụng bà này như là một cái người quan trọng, một trong vài người mà nắm cái lá cờ đại kỳ để đưa đi, thì họ có quyền phản đối. Thế thì có điều kiện ông muốn nói với cái người tổ chức cái buổi lễ đó là ông Nguyễn Mạnh Chí và gia đình của ông về tại sao mà ông để cho cái cô Dịch Linh này, là cái người đã có những cái lời chửi, những lời nhục mạ, những cái người làm ô uế cái giá trị tinh thần chiến đấu của những người lính Việt Nam của họ, thì anh muốn nói gì với ông Nguyễn Mạnh Chí? Tôi muốn nói với ông Nguyễn Mạnh Chí, và tôi đã nói trong cái bức thư gửi riêng cho ông Nguyễn Mạnh Chí, Nguyễn Quốc Lâm và ông Nam Quang, rằng là quý vị phải coi lại cái việc làm của mình, có cái trách nhiệm thứ nhất là giữ cái danh dự của, đừng có để làm ô uế cái lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng cách sử dụng những người như thế. Thứ hai là quý vị phải thận trọng, đừng có giày xéo lên vết thương của các cô, các chú, các bác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi sử dụng những cái người mà không tiếc những cái lời hết sức là tồi tệ để mà sỉ nhục, nhục mạ các chú, các bác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Thế anh nghĩ những cái người đã thân nhân của họ hoặc là bạn bè của họ đã trực tiếp gửi cái tiền cho Hội Cao Niên Á Mỹ để sử dụng cho trong cái ngày mà gọi là để cái lá cờ vàng ba sọc đỏ bay trên cái bầu trời Phước Lộc Thọ. Họ có quyền để hỏi ông Nguyễn Minh Chí trả lời tại sao ông sử dụng bà Nhật Linh này vào trong cái vấn đề cầm cái lá cờ đích danh lên đó để treo lên, mà tại sao không đưa những cái người bình thường khác không có quan tâm gì đến cái vấn đề chỉ trích hoặc là vấn đề nhục mạ cái lá cờ như vậy. Anh nghĩ họ có quyền đòi hỏi ông Nguyễn Minh Chí trả lời không? Họ có quyền đòi hỏi thưa anh, và không những họ mà kể cả những người mà không có đóng góp tài chính cũng có quyền hỏi. Bởi vì cái sự việc làm đó nó là một cái hình ảnh chà đạp lên cái danh dự của Việt Nam Cộng Hòa và của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tất cả mọi người đều có quyền đặt cái vấn đề đó với ông Nguyễn Mạnh Chí. Và tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Mạnh Chí cần phải cho mọi người biết là tại sao có chuyện như vậy. Có thể ông có những lý do khác mà chúng ta chưa hiểu đến. Thế thì thưa anh, đến bây giờ tôi muốn nói đến một nhân vật thứ hai nữa là ông Nguyễn Quốc Linh. Thế ông Nguyễn Quốc Linh đóng cái vai trò gì trong cái ngày mà 24 tháng 3 tại Phước Lộc Thọ ở đó thưa anh? Ông Nguyễn Quốc Lân là cái người cố vấn luật pháp cho cái việc mà thành dựng cái lá cờ, trụ cờ ngay trong Phước Lộc Thọ. Và ông đã chính thức ông khẳng định như vậy. Thứ hai nữa, trong ngày đó ông cũng có mặt. Thế tại sao ông lại im lặng trước cái việc này? Tôi có đặt vấn đề với ông Lân và ông Lân đã trả lời email của tôi như vậy. Tôi không có muốn quý vị... ông nói là quý vị tha cho tôi. Đừng có đưa cái chuyện nhảm nhí này lên cho chúng tôi. Tức là ý tôi hiểu cái câu đó là cái gì? Tức là cái chuyện bà Nhật Linh cầm lá cờ vàng mà quý vị phản đối, quý vị lên tiếng đó là cái chuyện nhảm nhí, cái chuyện đó không có gì sai cả. Thế thì tại sao có cái chuyện nhảm nhí đó? Cái đó chúng ta phải hỏi ông Lân. Tôi không thể hiểu được. Nhưng mà cá nhân ông có chấp nhận cái chuyện nhảm nhí đó không? Không bao giờ chấp nhận, bởi vì cái chuyện này tôi nghĩ là cái chuyện hết sức... Tôi đã xác nhận lại cái chuyện mà bà Nhật Linh là cái chuyện không thể chấp nhận được. Thế tại sao một người nói cái chữ nhảm nhí với một cái tổ chức như ông, với một cái những người mà quan tâm đến cái giá trị của cờ vàng, mà ông cứ để dựng dưng mà không có một cái hành động cụ thể? Có khi nào ông nghĩ ông sẽ đến tới cái trụ sở của ông Nguyễn Quốc Linh làm việc với tất cả những cái người mà đồng tình với cái vấn đề mà chống lại cái lời nói, vì không thể coi cái sự việc cầm cái lá cờ vàng bởi tay cô Nhật Linh đi vào mà gọi là nhảm nhí được, thì tại sao mấy ông có cái hành động cụ thể là biểu tình ngay? Mấy ông là rất nhiều biểu tình mà, thế tại sao ông không có thể làm được cái điều đó? Tôi còn mong muốn rằng là các cựu chiến binh trong Liên hội Cựu chiến sĩ, tập thể chiến sĩ phải cùng với cộng đồng phải đặt lên cái này, bởi vì cái này là cái sự sỉ nhục chung cho tất cả các quân lực Việt Nam Cộng Hòa thưa anh. Thế thì ông nói là ông cũng có cái trách nhiệm, cũng có sỉ nhục vậy, mà liệu ông nghĩ rằng ông có thể làm được cái điều ông phải làm, là tại vì cái trách nhiệm của ông là cộng đồng, người ta cho những cái người làm như vậy là nhảm nhí, không nhẹ ông để cho cái thời gian qua đi hay sao? Hôm nay trước Nguyễn Truyền Hình ông muốn nói cái điều gì rõ ràng? Làm thì chúng tôi cũng sẽ làm, nhưng mà tôi mong rằng là quý vị sẽ cùng đồng hành với chúng tôi, bởi vì trách nhiệm này không phải chỉ có trên một mình cá nhân tôi Phát Bôi hay là cá nhân của cộng đồng người quốc gia Nam Cali, mà đây là cái trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Tôi mong quý vị cùng đồng hành với chúng tôi. Vâng, chúng tôi hy vọng rằng ông Nguyễn Quốc Linh, chúng tôi sẽ gửi cái video này đến ông tay ông Nguyễn Quốc Linh để cho Nguyễn Quốc Linh nghe, và ông Nguyễn Quốc Linh là một trong những người đã tuyên bố về trong cái quá khứ của ông như hiện tại và tương lai là một trong những người luôn luôn bảo vệ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ông cho cái tại sao ông lại nói cái vấn đề này gọi là vấn đề nhảm nhí. Chúng tôi muốn nghe ông nói điều đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.